mọi người thấy rằng ở nấm mũi bằng chị nó quá nguy hiểm đi, và nghĩ rằng cái phương pháp này cực kỳ nguy hiểm không nên làm, thì đây là một suy nghĩ sai. Các bạn biết là nâng mũi bằng chỉ là một phương pháp đơn giản, đem lại kết quả thẩm mỹ nhất định, và nó cực kỳ nhẹ nhàng, cho nên rất nhiều khách hàng đã chọn lựa phương pháp này. Tuy nhiên nó phải thực hiện tại bác sĩ có kinh nghiệm chuyên môn, và tại bệnh viện nó có danh mục thì chúng ta mới thực hiện an toàn được. Còn hiện nay tại Việt Nam, đáng buồn là các bạn cứ đi đến những cái bà spa hoặc những người không phải là bác sĩ thì nó dẫn đến rất nhiều cái biến chứng. Và có 3 loại biến chứng mà bác sĩ hay gặp. Thứ nhất, biến chứng đầu tiên là hay bị nhiễm trùng, bởi vì chúng ta thực hiện ở môi trường không đạt chuẩn, cho nên khi chúng ta luồn chỉ vào á, nó bị nhiễm trùng và xử lý cực kỳ khó, bởi vì là khi mà vi khuẩn nó đã len lỏi, nó sống trong chỉ rồi, lấy ra khó lắm. Biến chứng thứ hai là lộ chỉ dưới da, là do chúng ta thực hiện ở trên những cái khách hàng mà da ta quá mỏng hoặc kỹ thuật chúng ta đi quá nông, thì khi mới làm thì không sao, nhưng mà về nhà 1-2 tuần thì cái da nó gom lại, nó lộ chỉ dưới da, nhìn rất bất thẩm mỹ luôn. Và cái trường hợp thứ ba là nó gây biến dạng xấu, do chúng ta thực hiện không đúng kỹ thuật, chúng ta dùng những cái chỉ không đúng thì nó gây ra những biến chứng. Tuy nhiên nâng mũi bằng chỉ nó chỉ đạt được một cái hiệu quả thẩm mỹ nhất định thôi. Còn nếu các bạn muốn có một cái hiệu quả thẩm mỹ cao hơn, hoặc một số bạn có cái mũi mình quá tệ đi mà mình muốn cải thiện nhiều, thì kỹ thuật nâng mũi bằng chỉ thật sự là cũng không phù hợp lắm các bạn nha.